Một kiếm giết sạch liên quân, chỉ may mắn còn sống sót 1/2 phần 10 mà thôi. Một màn như vậy, rung động tất cả mọi người. Cái này bao gồm tất cả mọi người của đạo thống cùng đỉnh đều bị chấn động. Một kiếm như vậy quá mạnh mẽ, một kiếm như vậy quá kinh khủng. Bất luận kẻ nào ở dưới một kiếm như vậy đều có lý do run rẩy. Tổ tiên,